Em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì trong những ngày gần đây thì em có rất nhiều các cái clip để em giới thiệu về cái sản phẩm cái bộ bích quạt trước sau chạy bóng bi đến toàn thể các bác ấy. Thì có rất nhiều bác comment cho em là với cái quạt MD các bác nhé, quạt MD này, đấy, hàng Trung ương Trung Quốc này, thì có thay được cái bộ bích quạt hay không? Đấy thì em nói thật với các bác là chế được đấy các bác nhé, em có thể thay được, nhưng mà với cái quạt MD thì gần như chúng ta phải thay thế hết đấy. Ví dụ như cái quạt bình thường đúng không ạ, thì chúng ta chỉ vứt bỏ cái bích trước bích sau đi đấy, chúng ta giữ lại được cái rô to này, chúng ta giữ lại được cái trục này, chúng ta giữ lại được cái sa quạt đấy, túp lăng đấy. Nhưng mà bản thân với cái con em quạt MD này thì chúng ta gần như phải bỏ hết các bạn, gần như chúng ta phải bỏ hết nhé. Vì thứ nhất là cái mặt bích này, cái mặt bích trước sau của cái này đấy, thì nó lại khác với cả cái mặt bích bình thường của cái quạt mình nhé. Đấy cho nên là chúng ta bắt buộc chúng ta phải thay thế đấy. Thì khi mà thay thế lại đi thì cái túp lăng này chúng ta cũng phải thay đấy, bởi vì cái bản thân cái bích sau này nó lắp cái túp lăng bình thường đấy, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta lại phải thay cả cái túp lăng nữa đấy. Thì thay túp lăng thì chúng ta lại phải thay trục đấy các bác nhé. Đấy thế cho nên là với cái quạt MD thì nếu mà các bác muốn thay đấy thì thay được đấy, nhưng mà chỉ có cái là cái chi phí nó sẽ cao hơn so với cả cái quạt bình thường, bởi vì thứ nhất là chúng ta phải thay cái trục khác này đấy, thay một cái túp lăng này đấy, và chúng ta cái mặt bích này thì cái quạt nào chúng ta cũng thay rồi không nói đấy, nhưng mà chúng ta phải thay thêm một cái trục khác và thay thêm một cái túp lăng nữa, thì cái chi phí nó sẽ cao hơn bình thường đấy. Cho nên là các bác cân nhắc nhé đấy, chứ còn cái việc là thay được hay không thì em khẳng định với các bác là thay được đấy, chỉ có cái là chúng ta sẽ phải bỏ thêm cái chi phí nữa thôi đấy. Thì ví dụ như ở cái quạt quạt này đúng không các bác, ví dụ ở cái quạt MD này nhé, bây giờ em muốn cho nó chạy bi đúng không, đây thì em sẽ lấy cái mặt bích trước của cái quạt chạy 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 bi này các bác nhé. Đấy quạt chạy bi đây đấy, giờ em lắp vào đây thôi đấy, rất đơn giản đấy, em lắp cái sa vào đây, đây là cái sa quạt nhé, đấy cái sa quạt em lắp vào đấy, thế thôi, thế là ok rồi. Đấy thế là em lắp cái mặt bích sau vào nữa là ok thôi. Cái này thì em cũng chưa biết là nó chạy chạy ngược hay là chạy xuôi đây, em cứ lắp vào thử cho các bác xem đã. Đấy còn nếu mà nó chạy ngược thì chúng ta đảo lại một chút thôi. Cái bích trên này thì em cho nó đứng lên em gõ nhé. Đấy. Đấy, rồi ok vào rồi. Và chúng ta tiến hành siết ốc vào thôi. Thì với cái quạt MD này thì gần như là chúng ta phải thay thế toàn bộ các bác nhé. Đấy, thay thế toàn bộ. Coi như là bê nguyên cả cái củ quạt thường. Đấy, chúng ta lắp vào cái quạt MD. Đấy, chỉ giữ lại được mỗi cái rô. Đấy, cái trục cũng phải thay. Thay cái túp lăng nữa. Đấy, coi như là chúng ta gần như là chúng ta thay hết. Các bác vỗ nhẹ vào cái sa này nhé. Đấy, nó quay nó trơn là ok. Đấy, như này quay trơn rồi nhé. Đấy.
Các bác lưu ý là cái căn trục các bác vẫn phải giữ lại nhé, các bác đừng vứt. Đấy. Giờ em sẽ tiến hành em kết nối thử xem là cái quạt này nó có chạy được ngay không nhé. Đấy. Lấy luôn cái tụ cũ của quạt nhé. Đấy. Đấy, em sẽ test thử xem là nó có chạy không nhé. Giờ em sẽ cắm nguồn vô em thử xem quạt nó có chạy không nhá. Đấy, các bác thấy không? Quạt chạy ngay. Và nó chạy êm các bác nhá. Đấy. Không hề kêu đâu các bạn. Đấy. Nếu mà so với cả bạc thì nói thật là nó không thể êm du như bạc được. Đấy, nhưng mà cái mức độ là cái con này thì con kia được 10 thì con này phải được 9 nhá. Đấy, chứ không, nó không hề thua kém đâu. Đấy, cái này mà chúng ta tiến hành lắp cánh vào thì gần như là nó sẽ không có tiếng kêu gì đâu các bạn. Đấy, nếu mà lắp cánh vào thì gần như không có tiếng kêu nhá. Đấy. Đấy, chạy êm du và nó bon lắm nhá. Đấy, các bác thấy không? Em quay tay này. Đấy, quay tay là nó còn quay được mấy vòng. Đấy. Thì với cái quạt MD này thì chúng ta cũng có thể chế được các bác nhé. Đấy. Đấy, tất cả các loại quạt trên thị trường hiện nay thì con này đều chế được. Đấy, dù sử dụng cái bộ mặt bích này thì chúng ta đều chế được nhé. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thiết kế tính toán làm sao để cho nó hợp lý, nó phù hợp với cả cái giá thành thôi. Đấy, ví dụ như cái quạt bình thường chúng ta chỉ thay mỗi hai cái mặt bích này là xong đúng không? Đấy, chúng ta tận dụng được túp lăng này. Đấy, tận dụng được cái trục cũ này. Đấy, và rô. Đấy thì chúng ta thay thì giá thành nó, chi phí nó rẻ hơn. Đấy, còn như thế này thì chúng ta phải thay trục. Đấy. Đấy, thay trục thì có thể thay trục cũ sang cũng được, thì cũng coi như là cái trục đấy thì không thành vấn đề. Đấy, nhưng mà cái túp lăng nữa. Đấy, túp lăng thì chúng ta vẫn phải thay cái túp lăng khác. Đấy. Bởi vì cái gen của hai cái loại trục này nó khác nhau. Gen của trục MD thì cái bước gen nó to hơn. Đấy, và cái cụm túp lăng thì nó cũng khác hoàn toàn. Đây, cụm túp lăng đây. Nó khác hoàn toàn với cả cái quạt thường. Đấy. Thì khi mà thay thì chúng ta sẽ phải chi phí nó sẽ cao hơn. Đấy, là loại bình thường. Đấy. Đấy, còn khi mà lắp ráp ấy, các bác nhé. Khi mà lắp ráp, đây là cái mặt trước của cái quạt MD này. Đấy, thì khi mà lắp ráp cái loại này ấy, thì bản thân chúng ta thay cái trục này vào rồi, nó có cái đầu gen đây rồi. Đấy, thì cái gen nhựa này chúng ta cắt đi. Đấy, chúng ta cắt bỏ đi các bác nhé. Chúng ta cắt bỏ đi. Đấy, còn khi mà chúng ta cắt bỏ cái này đi thì chúng ta lắp vào đây thôi. Đấy, chúng ta lại lắp vào đây và chúng ta lắp cái khóa lồng bình thường vào là xong. Đấy. Đấy. Nói chung là nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy. Thì em ở cái clip này thì em muốn giải đáp thắc mắc đến các bác, là các bác hỏi là em rất nhiều là ở cái quạt MD có chế được cái bộ bạc này không. Đấy, thì ở cái clip này em đã giải đáp đến toàn thể các bác rồi. Đấy, chế được. Đấy, nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn. Đấy, nó sẽ chi phí nó sẽ nhiều hơn và chúng ta sẽ mất nhiều công hơn. Đấy là cái quạt bình thường các bác nhé. Đấy. Thì cũng là một cái để các bác để cân nhắc xem là các bác chúng ta có nên sử dụng tiếp cái quạt MD hay không. Đấy, hay là chúng ta bỏ. Đấy, thì nó là cái suy nghĩ và cũng như là cái quan điểm của riêng các bác nhé. Đấy, còn em thì hôm nay em làm cái clip này thì em để tư vấn cho các bác thôi. Đấy, để các bác lựa chọn một cái phương pháp nó tối ưu nhất. Đấy, nó hiệu quả nhất đến gia đình nhà mình, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bền, đấy, vừa đẹp. Đấy. Đấy, em test lại một lần nữa cho các bác xem nhá. Đấy.
Này, em test trực tiếp cho các bác xem này. Đấy. Quạt chạy rất êm nhé, không hề có tiếng kêu ồn hay cái gì. Đấy, đấy, có nhiều bác cứ bảo là quạt này nó chạy ồn lắm, không nghe được. Đấy, nhưng mà thực tế đây em đang test trực tiếp đây, nó đang chạy rất rất chi là êm các bác nhé. Đấy, còn cái việc là nó quạt nó chạy êm hay không thì nó phụ thuộc vào các bác nữa. Đấy, các bác lắp đúng kỹ thuật thì quạt nó sẽ êm thôi. Đấy, còn nếu mà các bác lắp sai kỹ thuật thì quạt nó không êm nữa nhé. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu về cái bộ mặt bích chế bi này đấy, cho quạt dân dụng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua Zalo nhé. Số điện thoại là 0982 826 628. Vâng, em xin chào, cảm ơn toàn thể các bác.